Vâng, hello, xin chào toàn thể anh em. Thì nay tiếp tục mình lại đang bán giúp anh em mấy cái ác đây. Thì đầu tiên là một em Thúy Em Vũ Tiên bên server Bạch Hổ. Đầu tiên là về bet. Thì anh em có thể thấy là 4 con bet 6 luôn. Nói chung là ác này đầy đủ, không thiếu thứ gì. 4 con bet 6, đầu tiên là bet vô cụ này. Tỷ lệ sát thương giảm lửa này. Con này là mặc con này vào chỗ trâu này. Con thứ hai là xuất chiêu và bạo kích cộng thêm. Con này thì anh em để đi phó bản, đi tên là TAH, quay hoặc là quay tiêu cho nó nhanh, cướp tiêu quay tiêu cho nó nhanh. Con thứ ba là bét phá địch. Đấy, có bét phá địch vô cụ đầy đủ. Và con cuối cùng là đi theo bạo kích, không thiếu một thứ gì. Thì thông tin, tin tức chuyển sinh 9 cấp 88. Đấy, nói chung là chuyển sinh cực cao. Hiện tại thì chỉ có hiệu nhị sư tỷ thôi, chưa có hiệu thiên quyền 30%. Công trạng hơn 800k, chân khí mắc 750k. Chúng là anh em mua về thì chỉ việc đi BK quay tiêu thôi. Và đa phần ác này đi theo bạo kích này, cướp tiêu gì đó. Trang bị thì như sau. Trang bị rất là, đầu tiên là nón ẩm huyết cộng 13, một đá 6 giảm tổn thương và hai đá tăng tốc độ xuất chiêu. Áo lôi hổ tướng. Đấy, hiện tại lượng đêm là khoảng hơn 12k, mà hiện tại là chưa có hiệu công kích 30%. Có hiệu lên là khoảng được 13k. Và mặt khác là đang đeo cái quần ổn linh chuyển sinh 9. Anh em mà lấy cái quần ổn linh 7 ra thì đêm khoảng 13k5 gì đó, rất là cao. Quần ẩm huyết cộng 13, phun đá 5, cặp ngọc hào hiệp vô hạ, đi theo bạo kích luôn. Bạo kích cộng thêm con này quay thì rất là nhanh này. Vũ khí hào hiệp vô hạ luôn, cộng 13. Đấy, phun một hào hiệp vô hạ tất và ẩm huyết, đi theo bạo kích, phun đá 5, tín vật cấp 15, tín vật mắc rồi. Nón chuyển sinh 9, áo quần linh 7, quần chuyển sinh 9. Về văn sức thì ô đầu tiên, một dàn hoàn mỹ, ô đầu tiên. Sức mạnh linh hoạt, ngoại công 7. Ô thứ hai sức mạnh gân cốt, ngoại công 7. Full cộng 6 cộng 7, rất là ok. Văn sức thứ ba thì cấp 1, vô cụ 50. Văn sức thứ 5, thứ 4 là cấp 1, còn thứ 5 là cấp 2. Vô cụ 50, bét phá địch vô cụ đầy đủ. Báo vàng vĩnh viễn anh em nhé, báo vàng vĩnh viễn. Đây là mật tịch chân phái của Thúy Yên Vũ Tiên, 10 thành. Mật tịch chính 10 thành 4 phụ lục 94%. Tiến cấp đầy đủ, tiến cấp vô cụ dạng trung bình 86 điểm. Với kim xà lam, kim xà lam mở các dòng mở khóa 12/12, phun cộng 13 và các dòng ok. Đi theo phun bạo kích, ngoại công 18. Đấy, phòng thủ bạo kích 30, nói chung là ngon rồi. Bằng kinh mạch cấp 5. Trong dương thì như sau. Đầu tiên có thêm cả áo kháng hiệu ứng, chống ngủ mê, chống hỗn loạn. Gói quà áo hào hiệp vô hạ. Cái này cũng là áo choàng kim xà kháng hiệu ứng. Trên đây còn dư 2k vàng bao cho anh em tiêu xài. Trong đây thì có cả nón hào hiệp vô hạ cộng 14 này. Đấy. Dư cả áo tốc này. Đấy. Rất là nhiều đồ hào hiệp vô hạ.
kim xà giáp rất là nhiều, và đặc biệt là có cả một set kim xà 4-13 mở khóa full 11/11. Đấy, có cả kim xà 3, nói chung cái kim xà 3 này đi BK11 là hay này. Đấy, khiến cho đối phương choáng này, định thân này. Đấy, rất là ok, ngon. Đấy, phiếu điểm lên đấu. Ngoài ra thì trong dương còn có cả dư lệnh bài hào hiệp vô hạ nón này. Trong dương còn có cả một sách vô cụ này, một sách phá địch cho anh em ép. Rất là đầy đủ, không thiếu gì. Điểm bang còn hơn 5k, nâng cấp hiệu 10. Hiện tại áp tủ áo nhỏ thì cực kỳ là nhiều ngoại trang, không thiếu. Có tủ áo về thú cưỡi, có cả báo đen, có nên thú. Trang sức thì có cá đỏ, tinh hải linh, hồng phong. Nói chung là ác không thiếu gì và chuyển sinh cao rồi. Vâng, thì ác này ra đi với giá đó là 14 triệu đồng. Anh em nếu mà anh em nào mua thì có thể là có hai cách. Một là giao dịch trực tiếp tại Hải Phòng City, vâng, thành phố đất cảng, nơi sinh sống của chủ app. Và thứ hai là anh em có thể giao dịch qua AD, tùy muốn nhanh tiện gọn. Thì đấy, anh em có thể giao dịch tại Hải Phòng. Ăn rất là ngon, đầy đủ. Giá cũng mình nghĩ cũng rất là rẻ, bởi vì lên đồ như thế này rồi. Vẫn tiếp tục đến về một ác thứ hai là một ăn thiếu lâm quyền với chỉ số bật tịch rất là cao. Cho anh em yêu thích và đam mê, nói chung là thiếu lâm quyền có bật tịch cao thì đây là một cũng là một sự lựa chọn. Và với một cái giá cũng rất là phải chăng và rẻ hả? Thì đây là một em thiếu lâm quyền bên server Fugo. Vâng, server Fugo, anh em không cần chuyển server. Bởi vì này Fugo thì nói chung là dẫn bằng anh em mà BK rồi, cho nên không thiếu kèo ý ạ. Với thông tin bet thì như sau: có bet vô cụ, ngự chủ nhân đấy. Bet vô cụ này, có bet phá địch này, đầy đủ ngon này. Tỷ lệ phòng ngự chủ nhân, tin tức chuyển sinh 9 cấp 95, vâng, có thể nói là chuyển sinh 9 cấp 95 rất là cao rồi. Anh em cũng không cần phải cày gì thêm. Hiện tại là chưa có một ký hiệu gì. Và hoàng 750k chân khí. Trang bị như sau. Đầu tiên nó là hào hiệp vô hạn cộng 13. Hai đá 5 giảm thọ thương, một đá 5 tốc độ xuất chiêu. Đi theo tốc 40%. Áo hào hiệp vô hạn phun đá 4, đi theo sinh lực. Còn quần thì lại theo tốc. Nói chung tất cả các món này đều phun đá hết rồi. Đồ cộng rất là cao, 12, 13. Đấy, cam ngọc, nội công hiệu quả tương dương. Tín vật cấp 12 và tín vật cao, vàng rồi, bắt đầu vàng. Nó là chuyển sinh 9. Quần áo uốn linh 7 đã lưu tủ áo. Hiện tại là bởi vì chưa có hiệu. Văn sức thì như sau, văn sức cùi thôi, văn sức cấp 1 cùi. Đấy, cho nên là đêm nó tổng khoảng hơn 8k, anh em có văn sức lên thì đêm sẽ rất là cao. Và có hiệu lên nữa. Kim Mao ngưng ngưu bao áo, con này trâu trắng, con này lưu tủ áo rồi. Anh em mà lấy ra thoải mái, đang 30 thay. Vâng, riêng quyển mật tịch chính 101%, 3 phụ lục và
tiến cấp đầy đủ, tiến cấp ở dòng thứ tư 99%. Điện vô cụ 76 cũng tương đối là cao đối với Thiên Long Quyền. Kim xà một set kim xà cộng 12 mà khóa full 11/11. Áo choàng nội công 15%, ngon. Huy chương cũng ngon này. Giày đi dọc thọ thương cho nó trâu. Giày kinh mạch kinh mạch cấp 4 mắc 750k chân khí. Trong dương mang 3 tiêu dao này, bao tay tuyệt quang, ngọc vào rượu dương hỗ trợ 8%. Ngoài ra thì còn có cả tập ngọc linh đồ 7% cho anh em suốt 7 ô. Vô ảnh cực 7 ô luôn, hỗ trợ suốt 7 ô luôn. Tù áo nhỏ thì rất là nhiều ngoại trai, không thiếu thứ gì. Thú cưỡi có kim ma, nãy mình cũng nói rồi, niềm thú. Về trang sức, ngoại trang có chim băng. Đấy, chim băng rất là đẹp, mình rất thích cái con chim băng này. Ngoài ra có bao tay linh đồ cộng 10, phu đá sát thương. Bao tay chiến của 12, có cả áo lôi hổ tướng dư. Đấy, cộng 12, kích đềm lên cực cao luôn. Điểm bang còn hơn ca và nâng cấp hiệu 10. Đấy, ok, đầy đủ. Nói chung là rất là đầy đủ. Mật tịch tụ khí 95%. Vâng, được hỗ trợ 5%, anh em tụ khí được 14 nhé. 14. Quần áo tụ khí đầy đủ, tụ khí lên được 17. Dư cả bao tay hào hiệp thường. Về thủ khố thì như sau. Bằng thủ khố thì cũng rất là ngon, có dư cả hai quyển sách phá địch cho anh em luôn, cho anh em mà ép thoải mái. Dư cả một cái nón lôi hổ tướng, lôi hổ tướng cộng 11. Cũng dư một nón hào hiệp vô hạ đi theo sinh lực luôn. Đấy, cũng tất cả phun đá. Trong đây thì cũng còn rất là nhiều sách bét, điểm, phiếu điểm liên đấu này, túi quà. Đấy, ngon được hai quyển sách dư phá địch này. Đặc này là chuyển sinh cao này, cấp cao này. Nói chung là đầy đủ, mật tịch cũng hơn 100%. Trần phái của cả 20 thành luôn, hỗ trợ anh em. Ngân thi ác này ra đi với giá đô là ôn là 1.700.000. 1.700.000 và mình nghĩ là rất là ngon và rẻ cho một ác thi đông quyền chuyển sinh 9. Vâng, đến với một ác cuối cùng là một em Dương Gia Cung sao vào chiến hộ đây, mà rất là nhiều anh em bêm cho mình có ác nào bên sao vào chiến hộ không. Thì đây, hôm nay mình được một anh em nhờ người bán này bên Dương Gia Cung, bên server chiến hộ thì hiện tại thì chưa phục sinh bét, nhưng mà chuyển sinh 8 cấp 84. Thông tin là nón hao hiệp vô hạ cụ 12, phun đá, áo hai đá lăng, 3 món hao hiệp vô hạ, thẩm ngọc vinh dự 8%, cung chiến cuồng cộng 9, phun đá 4,
93. Văn sức thì ô đầu tiên văn sức vô hạn cấp 1 giao dịch được. Một dàn này đều cái nào cũng giao dịch được hết anh em nhé. Văn sức cấp 2 hoàn mỹ. Cấp 1 nói chung là đều cấp 1 tất. Văn sức cấp 3 cũng giao dịch được này. Cấp 4 thì vô cụ. Cấp 1 vô hạn. Sức mạnh thân pháp vô cụ 40 và cấp văn sức ô lâm cũng vậy. Có ngựa ở 35%. Lăng ba 10 thành, mật tịch 4 phụ lục 10 thành, 92%. Đây là áp server mới cho nên là kim xá chưa mở khóa. Trên đây có cả văn sức cấp 1. Có cả văn sức vô cụ 30 này. Đấy, rất là nhiều văn sức giác này. Bên server mới rất là đông, đông anh em à. Chơi. Hiện tại trong dương còn 500 vàng cho anh em à. Một ít lag này. Lag này cũng nói chung là cũng chịu khó ăn event các thứ lên được. Nghĩa chi chứng hồi tiên đơn rất là nhiều. Vâng thì Axley server mới thì đương nhiên là cũng cày cốt rồi. Hiện tại kiểm tra thiên cơ lệnh thì tiêu hơn 800 cái. Điểm năng động thì 23.500. Cày khoảng 2-3 ngày nữa là lấy được một món kim xà lăng. Sự kiện event thì cũng ăn được một ít, hơn 600 cái event 1 đây. Đấy, cũng hơn 600 cái này. Đấy, cũng rất là đầu tư. Vâng thì ác này, toàn bộ ác này ra đi với giá đó là 900k, xe vào mới mà. Anh em nào thích xe vào mới, thích chơi Dương Hà Cung thì có thể mua em nó về đi beta. Xe vào mới thì rất đông anh em chơi. Vâng, clip của mình đến đây thế thôi. Kính chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.